đèo vất vả quá các bạn. Cùng đường đến với cái nhà sàn đấy các bạn, ở công trình tiếp theo của anh em nhé. Vâng, em Tình xin chào tất cả các bác nhé. Đó thì hôm nay thì em với bác thợ cả cũng như các bác thợ là cũng có di chuyển đến một cái công trình tiếp theo của cuối tháng 8. Hôm nay ngày 30 tháng 8 âm lịch thì anh em có di chuyển đến một cái công trình khác thuộc xã, có địa chỉ tại xã Tân Hương nhé. Đó. Và đây là toàn bộ cái khung mặt nền của cái ngôi nhà sàn này đây. Thì hôm nay anh em có đến rắc móng cái công trình này. Đó. Đây là một cái công trình có 32 cái cột với tổng diện tích là 130m². Đó. Thì được sự yêu quý của tất cả bà con cũng như là các bác yêu quý đến đội thợ nhà sàn Tây Bắc thì em xin gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Và em xin giới thiệu đây là cái mẫu nhà sàn kẻ truyền nhá. Thì đây là mẫu có 32 cái cột, có 3 gian này, có một phía một gian bếp và một sảnh nước ở bên kia. Đó, các gian rồi được bác chủ nhà yêu cầu là thiết kế là bếp là 4m, còn các gian giữa là 3m2, nách 2m. Đó, lòng là 3m2 và phòng ngủ là 3m2. Đó, với một cái diện tích là khá là rộng. Thì anh em cũng có ở đây khu vực này là khá lâu nha các bác. Đó, và tại đây thì cũng được nhà chủ tập kết một số vật liệu như cát, sỏi, xi măng sẵn. Thì do thời tiết cuối năm này thì cũng mưa ẩm thấp, thì cái sự vận chuyển cái vật liệu thì là khó khăn, thì như bác chủ đã tập kết đầy đủ ở đây rồi. Anh em có làm một cây sắt để sáng mai dựng nhé. Đó, đây sắt này thì để sử dụng làm cột nhà cũng như là rầm, được sử dụng sắt phi 14 nha các bác. Đó. Đây một công trình khá là rộng, một công trình sẽ được khởi công vào sáng ngày 1 tháng 9 âm lịch. Thì cái khu vực này sẽ được đào bộ nhá. Thì nhà chủ sẽ nhờ bà con dân làng hàng xóm đến giúp đỡ để đào cái móng giúp đỡ gia đình. Đó. Một công trình khá là rộng. Đó, đây là ông bác chủ nhà đây. Thì đây là cái mẫu một cái ngôi nhà sàn cũng khá là lâu rồi, một cái ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Dao ở vùng đây này. Đó, thì sau xã hội thì cải tiến thì bác có yêu quý đến là đội thợ nhà sàn Tây Bắc thì cũng nhờ anh em đến là xây dựng một cái căn nhà sàn mẫu hiện đại. Thì sau khi dựng xong cái căn nhà này thì cái ngôi nhà sàn truyền thống này sẽ được dỡ bỏ nha các bác. Đó. Đó là nhà sàn này được nằm tại xã Thiên Tân Hương, một vùng quê khá là yên bình. Các bác nào có nhu cầu làm nhà sàn bê tông thì cứ alo cho em Tình nhá. Đó, chúc cho bác gia chủ thật nhiều sức khỏe cũng như là tất cả cái công việc thì luôn luôn là suôn sẻ và may mắn. Cảm ơn các bác.